Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Và thưa quý vị, từ chiều tối ngày hôm qua thì rất nhiều đài truyền hình đã đưa cái tin, đó là tờ New York Times, họ đã nhận được nguồn tin đó là chính quyền Tổng thống Trump, cơ quan thực thi di trú và pháp luật ICE sẽ mở một cái đợt truy quét mà quy mô lớn trên toàn quốc và sẽ bắt đầu sớm nhất là vào chủ nhật này. Cái mục tiêu là họ sẽ muốn bắt hơn 2.000 di dân lậu ở tại 10 thành phố lớn khắp Hoa Kỳ. Thì được biết là hơn 2.000 di dân lậu lần này đó, đa số là những người bị nhắm đến là những người đã nhận được cái lệnh trục xuất, tất nhiên là không có giấy tờ ở đây nhưng mà họ trốn chui trốn nhủi suốt nhiều năm qua. Và theo tờ New York Times, họ nói rằng đó, cái chiến dịch truy quét này đáng lý ra là đã được thực hiện vào tháng 6 vừa qua. Nhưng mà một ngày trước khi chiến dịch được thực hiện thì Tổng thống Trump đã ra lệnh tạm ngừng. Khi đó quý vị cũng còn nhớ là bởi vì ông nói rằng ông muốn để cho các chính trị gia của hai đảng tìm một cái cơ hội hợp tác để tìm một cái giải pháp cho cái vấn đề di dân lậu và đặc biệt là ở tại vùng biên giới. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy là không có cái phương pháp nào được đưa ra cả. Và chính vì vậy mà cái chiến dịch này đã được tiếp tục thực hiện nữa. Và có một cái điểm mà New York Times họ ghi nhận, đó là trong cái đợt truy quét lần này đó, mặc dù nhắm vào di dân bất hợp pháp và nhận được lệnh trục xuất, nhưng mà nếu như mà bất kỳ di dân không có giấy tờ nào mà xui xẻo có mặt đúng cái nơi mà đang bị ICE lục soát thì họ vẫn sẽ bị hốt đi như thường. Thì một lần nữa chính quyền Tổng thống Trump cho biết là họ muốn dùng cái hành động lần này gửi một cái lời cảnh cáo thật là nặng, cũng như là cho những ai mà đang tơ tưởng muốn đi vào Hoa Kỳ và trốn lại ở đây, cho biết là chính quyền của ông sẽ làm đến cùng. Ngày hôm qua, một tòa án liên bang đã ra phán quyết là họ không đồng tình với ông Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr muốn thay đổi thành phần luật sư. Luật sư này đại diện cho Tòa Bạch Ốc, cho Bộ Tư pháp và Chính phủ Hoa Kỳ để đòi cài đặt câu hỏi về quyền quốc tịch của quý vị có phải là công dân hay không trong mẫu đơn thống kê 2020, một điều mà chính phủ Tổng thống Trump rất muốn làm. Và sau khi nghe phán quyết này, và không chỉ một quan tòa liên bang mà có đến hai quan tòa liên bang đều ra phán quyết chung cuộc, họ không đồng ý để Bộ Tư pháp thay đổi luật sư. Họ nói đến giờ phút này đã quá trễ rồi, và thứ hai, phía Bộ Tư pháp không có chứng minh những cái chi tiết để mà cho thấy rằng hợp luật lệ pháp lý và cần thiết để thay đổi luật sư. Bởi vì trước đó thì ông Bộ trưởng Tư pháp đã từng tuyên bố, ông nói rằng ông tìm ra được một cái phương cách để có thể cài câu hỏi này vào. Mặc dù trước đó thì đã gặp phải cái sự chống đối của tòa và yêu cầu phải cho in ngay các mẫu này. Mẫu đơn đã in được cả tuần lễ rồi thưa quý vị, và bây giờ cả bao nhiêu triệu mẫu đã được in cho kịp theo hiến định. Thế nhưng Tổng thống Trump vẫn nhất quyết muốn kèm câu hỏi. Câu hỏi này một cách trực tiếp, trong quá khứ là gián tiếp. Trong quá khứ câu hỏi là: nếu quý vị là người sinh ở nước ngoài, cái câu đầu tiên là trong quá khứ, quý vị có phải đã nhập tịch Hoa Kỳ chưa? Thế thôi. Nhưng mà lần này Tổng thống Trump nói cái câu hỏi đó nó lằng nhằng quá. Ông muốn biết quý vị, người ở trong nhà này, ai là quốc tịch, ai không là quốc tịch. Theo lời giải thích của Bộ Thương mại, nhằm mục tiêu để kiểm tra được cái số người cử tri đi bầu cho chính xác. Thế thôi, trong cái mục tiêu mà ngân sách của chính phủ sẽ được đưa ra cho mỗi khu vực dựa trên số dân. Tuy nhiên cái mục tiêu mà phía Đảng Dân Chủ và những người chống đối đó thì họ nói rằng không. Mục tiêu của việc thống kê là kiểm tra nước Mỹ có bao nhiêu người, bất kể người đó là hợp pháp, quốc tịch, không quốc tịch, di dân bất hợp pháp
tất cả, miễn làm sao đếm cho con số này chính xác thôi. Thì sáng nay thưa quý vị, Tổng thống Trump tuyên bố ông, nếu vì tất cả những cái sự thất bại, điều này đã được ông đưa ra từ tuần rồi, nhưng mà đến sáng ngày hôm nay Breaking News mới cho biết có thể trong cái cuộc họp với các giới truyền thông, ông sẽ công bố sắc lệnh hành pháp của Tổng thống để kèm câu hỏi này vào. Mà ngày hôm qua, một cơ quan chuyên cung cấp ngân sách để in mẫu đơn này tuyên bố họ sẽ không thay đổi cái mẫu đơn này bởi vì quá tốn kém. Nếu Tổng thống Trump ban bố sắc lệnh này thì tất cả các mẫu đơn cũ có thể sẽ bị hủy bỏ. Hai là họ sẽ phải in thêm một mẫu đơn mới. Trong quá khứ đã từng xảy ra hai mẫu đơn rồi, một mẫu ngắn, một mẫu dài. Mẫu ngắn thì không có câu hỏi về quốc tịch, nhưng mẫu dài thì có. Tuy nhiên, mẫu dài thì lại không gửi đến hết cho người dân Mỹ, mà chỉ có một số những nơi được chọn lựa mà thôi. Nhưng mà lần này thì Tổng thống Trump muốn gửi cái đơn có câu hỏi đó vào tất cả nước Mỹ này. Chưa biết được cái sắc lệnh này có gặp phải cái việc chống đối, nhất là từ phía Đảng Dân Chủ ở Hạ Viện hay không, thưa quý vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Nhưng mà đó là những gì đang diễn biến hiện nay. Cuối cùng thì Tổng thống Trump vẫn có thể ban bố sắc lệnh hành pháp để cài câu hỏi này vào thống kê 2020. Vâng, thưa quý vị, chắc quý vị cũng còn nhớ là khi mà cái cơn bão Maria qua đi thì Puerto Rico bị hứng chịu cái hậu quả rất là nặng nề. Nhưng mà cũng trong cái thời gian đó, các nhà cầm quyền cũng như là ông thống đốc của Puerto Rico đã có những cái màn đấu khẩu với Tổng thống Trump về cái việc mà phía Puerto Rico thì chỉ trích là chính quyền Hoa Kỳ đã phân biệt đối xử Puerto Rico giống như là con ghẻ, không có phân bổ cái ngân sách cứu trợ cho cái nơi này giống như là những cái tiểu bang bình thường khác của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump thì cáo buộc là chính quyền Puerto Rico toàn những người mà hối lộ, cho nên là ông mới không có đưa tiền để mà cứu trợ. Và đến ngày hôm qua thì có lẽ như cái lời cáo buộc này của Tổng thống Trump có phần nào đúng sự thật, thưa quý vị. Khi mà cơ quan FBI ngày hôm qua đã chính thức truy tố hai người cựu nhân viên từng làm việc cho văn phòng của ông thống đốc Puerto Rico. Trong đó có bà Bộ trưởng Giáo dục, đây là bà Julia Keller, thưa quý vị. Và còn một người nữa là Director của cơ quan Health Insurance Administration. Hai người này can cái tội là thứ nhất là hối lộ cũng như là gian lận ngân sách của chính phủ liên bang. Thì cái vấn đề ở đây đó là ngoài hai người này còn bốn người khác nữa cũng đều là nhân viên ở tại Puerto Rico bị bắt giữ. Nhưng mà cái trường hợp của bà Bộ trưởng Giáo dục này là nặng nhất, thưa quý vị. Đơn kiện của FBI cho thấy là trong khoảng thời gian 2 năm bà Keller này cầm quyền giữ chức Bộ trưởng Giáo dục đó, từ năm 2017 đến năm 2019, bà đã có những cái hành động rất là đáng nghi ngờ khi mà đóng cửa hàng trăm trường tư ở tại Puerto Rico, rồi sau đó đã đưa những cái hợp đồng cung cấp dịch vụ giáo dục cho những nhà thầu tư nhân, mà những cái hợp đồng này thì ngân sách là do chính quyền liên bang trợ cấp, với cái số tiền tổng cộng mà Bộ Giáo dục chi trả ra là 13 triệu. Tất nhiên bà đã đưa ra rồi bà ăn về một cái khoản tiền nào đó chúng ta vẫn chưa biết được. Còn cái ông đại diện cho cơ quan bảo hiểm thì dưới thời của ông này cũng đã bán ra hợp đồng khoảng chừng 2 triệu rưỡi, thưa quý vị. Và được biết là cái hành động này của bà đã từng bị một số nhân viên dưới quyền chỉ trích, nhưng mà ông thống đốc Puerto Rico là ông Ricardo Rosello, ông không có làm gì cả. Nhưng mà hiện nay cái việc này nó bị phanh phui, khiến cho ông thống đốc Puerto Rico, ông phải đang đi du lịch ở châu Âu, phải bay trở về sớm để mà giải quyết cái vấn đề này. Và cái việc này hiện nay đang gây ảnh hưởng uy tín cho ông Rosello rất là nhiều. Bởi thứ nhất, quý vị cũng biết là ông đang tìm mọi cách vận động để mà Puerto Rico được chính thức trở thành một cái tiểu bang của Hoa Kỳ. Nhưng mà chính quyền Tổng thống Trump nhiều thời gian qua vẫn không có chịu
và chưa kể đó là cái tình trạng mà tham nhũng hối lộ và Tổng thống Trump vẫn chưa có đưa tiền giải quyết cho cái nơi này ở Puerto Rico. Hiện nay cái tình trạng mất điện nó vẫn còn hơn 60%, thưa quý vị, và chính quyền Tổng thống Trump từ lúc trước vẫn cho rằng khi nào mà nơi này giải quyết được cái tình trạng hối lộ thì ông mới cung cấp ngân sách. Tham nhũng ghê lắm quý vị ơi. Puerto Rico bị ảnh hưởng cái văn hóa của vùng châu Mỹ Latin, cả cái khu vực này tham nhũng, và từ Mexico cho tới các chính quyền khác, Brazil, Nicaragua, tham nhũng tội phạm. Chính vì thế mà khó lòng có thể giải quyết tình trạng này. Hôm nay là một tin buồn cho người dân Puerto Rico, nhưng theo lời các chuyên gia thì họ nói cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Cái chuyện này nó xảy ra từ bao nhiêu năm nay rồi. Cho nên cái việc mà hễ mà có ngân sách, mà nhất là quá sung sướng, họ không cần làm gì hết, cứ ngửa tay mà lấy tiền từ ngân sách của chính phủ liên bang phải tiếp tục bảo trợ, mặc dù đây không phải là tiểu bang, chỉ là một lãnh địa của Mỹ mà thôi. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin này. Một nhà khoa học gia người Mỹ hôm nay đã được tìm thấy xác, và cảnh sát Hy Lạp cũng như cơ quan FBI cũng sẽ vào để điều tra. Bà bị giết một cách rất là dã man. Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo.